Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là K71A đây, ok. Thì tập trước thì mình đã giới thiệu cho anh em về nhân vật Yuki Zudai và nhân vật Kabai rồi. Đấy, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn tiếp. Hôm nay thì mình làm clip này thì mình giới thiệu qua cho các nhân vật cho anh em thôi. Và anh em nào mà thích nhân vật nào trong cái clip này thì anh em nhớ comment xuống dưới để cho mình tìm hiểu sâu hơn và sâu sắc hơn nha. Thì anh em xem clip thì anh em nhớ cho mình xin luôn một like và một đăng ký kênh để cho mình kênh mình phát triển nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì như lần trước thì mình đã giới thiệu nhân vật Jikai Yuda. Đấy, nhân vật này là một quái thú bóng đêm, nhưng mà với lại con bọ mà có hai cái mắt tròn này thực ra là quái thú nhưng mà nó rất là đáng yêu. Thì Yuki Zudai này đấy thì là anh em với lại của một anh em bạn bè với lại của một nhân vật gì mà chưa ra mắt, thì mình xem ở trong này thì nó không có tên mọi người ạ. Đấy, thì hồi như tập trước thì mình đã giới thiệu là Kaiba này nè. Kaiba là một cậu nhóc rất là oai hùng nè. Xong rồi là thì đầu tiên là Kaiba này là tượng trưng cho một con rồng trắng mắt xanh. Đấy, thì con Kaiba này là một vị tướng rất là oai hùng với lại rất là oai, ngông nghênh luôn, cho mình là cả thế giới luôn cho mình là nhất, lúc nào cũng thể hiện mình là một kỹ năng đỉnh cao, hiểu không? Xong rồi luôn cho mình là một vị trí ở trên cùng, không coi ra gì. Và Kaiba này là kỳ phùng địch thủ với lại Yugi. Đấy, thì Yugi này thì có anh em với lại một nhân vật nữa mà chưa ra, thì ở tập này thì mình cũng không nói được, thì mình chỉ nói là cậu rồng trắng mắt xanh này nè thì rất là gọi là kỹ năng không có nhưng mà rất là ghê gớm, nhưng mà được cái thì đẹp trai, có lên vẻ lạnh lùng của mình rất là được nhiều cô gái yêu thích nè. Đấy nhá. Còn tiếp tục là Yugi này là một vị phù thủy bóng đêm. Đấy, phù thủy này tuy là phù thủy nhưng mà rất là hiền hậu, luôn là đối xử tốt với mọi người. Thì trong nhân vật thì phù thủy này là một phù thủy luôn là mang lại điều tốt cho mọi người, chứ phù thủy này không mang điều xấu nhá. Thì phù thủy này với lại cầm cái cây quyền trượng này với lại một cái bộ áo giáp màu tím để thể hiện mình là một người quyền lực này. Nhưng mà trong khi đó, nhưng mà tuy là phù thủy hiền lành nhưng mà lại rất là độc ác hoặc là với những kẻ xấu nhá. Tức là phù thủy này là một phù thủy luôn bảo vệ lẽ sống, chứ không phải là như kiểu phù thủy chỉ biết là những cái xấu đâu. Đấy, thì Yugi này là một cô gái được sinh ra ở trong một gia đình nghèo khó, nên là khi lớn lên gia đình nghèo khó thì bị áp lực các kiểu, xong nên là khi lớn lên thì cô đã toát lên vẻ của mình và trở thành một vị mạnh mẽ và trở thành một vị phù thủy. Mặc dù là mạnh mẽ nhưng mà thì mạnh mẽ về bề ngoài nhưng mà bên trong rất là yếu đuối. Đấy là bởi vì từ gia đình cô ngày xưa thì vị phù thủy này nhìn thì mắt hơi tím mà nhìn hơi sắc một tí, nhưng mà không sao. Thì qua đó ở Yugi tiếp theo là Jionochi. Đấy, Jionochi này hay là còn gọi là cậu bé tóc vàng. Cậu bé tóc vàng này tuy nhỏ tuổi nhưng mà rất là lanh lợi, thông minh, hoạt bát nè. Cậu bé này có những ưu điểm là cậu bé này là gọi là đồng hồ. Đấy anh em đâu, gọi là đồng hồ sinh học. Tức là cậu bé này có thể biến chuyển thời gian, không gian. Đấy, ví dụ là đang ngày cậu bé có thể là dùng ma pháp thuật xoay chuyển tình thế từ ngày sang đêm, từ đêm sang ngày, từ trưa sang sáng mà từ sáng sang tối. Đấy, thì cậu bé này thì là một cậu bé rất là vui tính, hòa đồng với mọi người. Thì đây, tượng trưng cho cái đồng hồ có hai cái râu luôn. Đấy, tức là cậu bé này là cậu bé bài phép nha anh em nhờ. Tiếp theo là nữ thần Jiu Shizu. Nữ thần này tượng trưng cho là một nữ thần xinh đẹp này, giỏi giang này. Nữ thần băng giá, tức là đây là một vị nữ thần nhưng mà
tuy là bề ngoài thì xinh xắn dễ thương nhưng mà bên trong lại là lạnh lùng của băng giá này, luôn là tạo cho mình bị sắc sảo và căm thù những cái gì đó gọi là nói chung là nó tiềm mẩn một cái gì đó rất là ghê gớm đấy. Ai mà những bạn con cái mà chơi game thì rất là thích nữ thần này nhá, bởi vì ngoài thì xinh đẹp hiền hậu nhìn thì ok đấy. Tiếp theo là đến Mai là một vị công chúa được sinh ra từ trong một hoàng cung đấy. Mai này thì dùng là thiên sứ, đây là một con rồng, đây không phải là rồng, đây là thiên sứ, cũng gọi là một rồng ác quỷ có đôi cánh đấy màu xanh, rồng xanh giáp trắng đấy. Mai này thì nhìn rất là hiền từ hiền hậu này, rất là xinh gái, nên là cô ta dùng phép thuật đó là đam là nhiều hơn thủ đấy. Thì nhìn Mai này thì cũng rất là xinh xắn này, rất là hiền hậu, nhìn Mai này có vẻ là ân cần các kiểu con đà điểu. Thì tiếp tục là đến với lại Baikuza là một người gọi là cá tính của mình thì luôn là giấu đi cá tính của mình, là một tượng trưng cho một con hề đấy. Con hề này thì anh em biết hề là như sao đấy, hề là rất là ảo trá và gian xảo. Thì Bukaza này là một con người rất là ảo trá và gian xảo, có thể là thay đổi tình thế này, lừa các kiểu này, xong rồi là con hề này thì anh em biết là con hề nó như thế nào rồi, thì Bukaza là người như thế đấy, gọi là mặt hề rồi đấy. Chứ bây giờ để mà giải thích sâu xa về bạn này thì mình chỉ nói là hề thôi, là anh em tự hiểu rồi. Tiếp theo là Ryukazi là một cờ gọi là con rồng, nhưng mà rồng này là rồng tí hon. Con rồng này rồng ngày xưa người ta gọi là con rồng gì, con rồng bay ấy anh em, con rồng bay ấy, con rồng gì không biết, thì cũng là tượng trưng cho sức mạnh đấy. Nhưng mà Ryukazi là một người rất là gọi là nhìn rất là xảo quyệt nè, dữ dằn, nhưng mà trong thân tâm thì lại rất là hiền hậu, luôn giúp đỡ mọi người, luôn thể hiện mình không bao giờ gọi là cái gì với mọi người đấy. Thì còn đây là Ryota hay còn gọi là cá mập biển xanh, tự chung một cá mập rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ, lúc nào cũng không gì hết. Còn đây là Keita Waka, đây là con người máy đấy, nhớ không, người máy sức mạnh súng đấy, đây người máy có cái súng laser. Nhìn thằng này thì rất là ảo rồi, rất là gian xảo rồi, chứ không nói nữa. Còn đây là Haga là một con sâu bướm. Cậu bé này với tầm tóc nhỏ nhắn, đây là cậu bé nhá, chứ không phải ấy, bầm tóc nhỏ nhắn mà rất là đáng yêu, luôn giúp đỡ mọi người cũng như những người khác thôi đấy. Sâu bướm đây cũng là đây là anh em, đây là con cũng là rồng trắng mắt xanh anh em với lại ấy nè, Fudo Jesse anh em với lại Kaiba đấy, hai người này là hai anh em. Còn đây là rồng lửa Megasuka, rồng lửa. Anh chàng này thì tuy là mặt thì tóc hơi dài thôi nhưng mà rất là lạnh lùng nha, luôn cho mình lạnh lùng, luôn cho mình khác biệt với những người khác, nhưng mà không, luôn cho mình là nhất, mình là các kiểu của thiên hạ đấy. Thì đây là anh rồng lửa. Tiếp theo là Asuka này là gì ta, là gọi là gần giống với Kahi trong Liên Quân đấy mọi người đấy. Còn đây chắc là cũng là nữ thần ấy. Asuka này thì mình không biết rõ lắm, nhưng mà mình nghĩ là chắc là nữ thần thôi. Còn đây là đây là rồng hoa Izai Uki, đây chắc là rồng hoa anh em. Rồng hoa này thì cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, thì mình cũng gọi là cũng thích nhân vật này, thì mình cũng không thích lắm, mình chọn nhân vật khác mình chọn. Nếu mà để cá nhân mình nhá, thì mình thích kiểu con người như thế nào nhỉ? Đây, thích kiểu này hơn, bởi vì lạnh lùng boy là tính cách của mình mà. Lúc nào mình cũng sẽ chọn nhân vật này, nhìn rất là đẹp, nhìn nó ok.
Đấy. Thì cảm ơn anh em đã xem clip trên kênh của mình. Thì anh em nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha, để mình có thể phát triển. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn mọi người vào clip tiếp theo. Bye bye.